Ở đây thì ảnh có treo một số lông mi ha. Đó, lông mi này được làm bằng vải đỏ các bạn. Thì nó mắc tiền hơn xà lan rất là nhiều. Nếu mà tính ra đóng mới ngang nhau nha, thì cây cây cực kỳ là mắc tiền luôn. Mình đóng cái tốt là mắc tiền lắm các bạn. Mà vấn đề là mình đi qua bên Campuchia á, thì cái thế đi cây cây như thế này là nó rẻ dữ lắm. Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Hoàng Thanh đây. Thì hôm nay mình tiếp tục đi quay ghe xà lan cho các bạn xem các bạn. Thì vô tình mình thấy có một chiếc ghe cây nè các bạn. Wow, chiếc này cũng rất là khủng nha. Cái chiếc này chắc cũng tầm trên cái ngàn đấy các bạn. Cái chiếc này mình dòm rất là quen. Hình như là mình đã gặp cái chiếc này lên bè ở bên Ủ Phú Cường Chợ Mớ rồi các bạn. Wow, không ngờ ở quê hương Đồng Tháo của mình cũng có những chiếc ghe to đùng như thế này nha. Cái chiếc ghe này thì mình dòm nó rất là sâu lường luôn nè. Đó các bạn thấy không, là nó là kiểu như là lên đờ đó các bạn. Thì thường thường người ta sẽ kêu là lên đờ, là lên be đó. Thì chiếc ghe nhỏ tải sẽ chồng lá be lên, chồng lên là nó sẽ lên tắng đó các bạn. Đó các bạn thấy không, chiếc ghe này rất là cao nha. Chiếc ghe này chắc nhỏ hơn cái chiếc ghe 1800 bữa hổm mình quay quá. Đây mình cho các bạn coi cái phần mặt nạ này. Thì cái chiếc ghe này không có chủ ở dưới ghe các bạn. Mình tính đi xuống dưới xin anh chủ đừng khám phá nội thất ở bên trong, nhưng mà không có anh chủ ở dưới ghe ha. Chứ không có đường xuống nữa. Cái chiếc này muốn xuống là phải bơi xuồng ra ngoài ngoài mới xuống được các bạn. Đây là cái phần mặt nạ của chiếc ghe nè. Ở đây thì anh có treo một số lông mi ha. Đó, lông mi này được làm bằng vải đỏ các bạn cho nó đẹp á. Thì thường thường cái cây là sẽ trang trí cái phần đó. Mình đóng mô hình mình cũng ưa trang trí cái đó nữa đó các bạn. Wow, chiếc ghe này cực kỳ cao luôn các bạn ơi. Chút xíu nữa mình sẽ chạy lại gần lẫn cho các bạn xem cái tâm hạ của chiếc ghe này là bao nhiêu nha. Nhưng mà cái chiếc ghe này thì mình thấy cái chiều ngang nó nhỏ ha, nó không lớn lắm. Wow, sâu lường ghê ta. Để mình đếm chút xíu nữa mình chạy đẳng đếm có bao nhiêu cái lá be. Thì chiếc ghe này hồi lúc là mình nhớ là ghe này là mũi Campuchia các bạn, còn được gọi là mũi miên á, mũi lá miên á. Thì nó tầm khoảng 600-700 tấn à. Rồi mình chạy ghe ngang mình có gặp ở Ủ Phú Cường là ảnh tháo be ra, tháo be gió ra, tháo mũi ra, đôn be lên là cái chiếc này nè. Mà hồi lúc đó thì mình không có làm YouTube với mình không có quay phim, không có biết quay phim nữa các bạn, thì mình không có quay lại. Mình nhớ là như vậy đó, nhưng mà không biết có phải chính xác là như thế không nha các bạn. Tại vì ở Ủ Phú Cường thì cũng sửa là 2-3 chiếc giống như thế này rồi. Rồi thôi bây giờ mình sẽ chạy nới lại gần đẳng cho các bạn xem ha, xem coi cái chiếc này bao nhiêu lá be. Chiếc này thì mình thấy có bộ đậu được khá là lâu rồi các bạn. Tại vì mình thấy cây nó cũ chứ kiểu giống như là mưa đó các bạn. Dầu chai rồi nó trôi bớt hết trơn nè. Chiếc ghe này thì chuyên chở sắt đi vùng Campuchia. Đây ha, mình đã đi ra tới mặt phía mà sau lái cho các bạn xem ha. Thì cái chiếc này nó có chiều mạn là 5m4 các bạn. Đây mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem nha. Wow, rất là cao nha các bạn. 5m4. Cái chiếc này chiều ngang chắc tầm 10m quá. Tại vì mình thấy nó không bằng cái chiếc 1800 bữa hả mình quay. Thì cái chiều dài này cũng tầm cỡ 3 mấy mét các bạn. Đây cái chiếc này thì xài bánh lái sắt nha các bạn, không có xài bánh lái cây. Nguyên cái bánh lái bằng sắt luôn. Cái phần dàn sời nè. Đó các bạn này thấy thì ở dưới ghe là cũng đóng cửa hết trơn rồi. Nãy mình tính xin xuống dưới đừng quay nội thất ở trong, nhưng mà không có anh chủ ở đây nha. Ở trên này có một cái chân vịt 4 cánh nè các bạn. Chắc để bị mẻ hay gì đó anh bỏ trên này để anh thay thế chân vịt mới vô nè. Đây đúng rồi, bị mẻ cái góc đây các bạn. Đó các bạn thấy không, bị mẻ này. Chắc do chạy cạn hay là bị chặt vô cây cối gì đó các bạn. Chiếc này thì Đồng Tháp 11610. Wow, vậy là ở quê hương mình cũng có rất là nhiều ghe khủng nha các bạn, chứ không phải là không có nha. Chiếc ghe này cũng dài lắm các bạn. Mà
nó hơi cao nè. Đó, cái chiếc này như thế này thì chỉ có chở là mình chở sắt hoặc là chở cái hàng gì mà nó nặng thôi, chứ chở hàng nhẹ là chắc chở không được hết tải nha. Thì chở hàng nhẹ là hàng cao cơ đó, nó cao quá là nó bị lắc các bạn, không có chở hết tải được. Thì những cái hàng bao đó là phải dành cho những chiếc ghe mà có chiều ngang lớn, giống như là ghe tam bản vậy thì chở mới hết tải được. Thì mình đi ra tới ngoài phần phía chút mũi cho các bạn xem nha. Cái mũi này rất là bén nước à, rất là nhọn luôn nè. Đó. Wow, cái phần ở dưới luồng này là lắp keo cam xít nha các bạn. Mới lên có một chút xíu mà đã là 3m2. Ủa? 2m2, 2m4 nè. Cái phần lường thôi á. Cái phần lường nếu mà vừa qua khỏi mặt nước là 1m rồi nè các bạn. Rồi nó nằm ở dưới nước là hết 1m nữa rồi nha các bạn. Nếu mà nó nằm hết trơn khi mà kéo lên nè, giống như chiếc ghe 1800 hỏm là chắc chắn nó cũng cao dữ trời lắm các bạn. Đây bây giờ thì mình sẽ đi xuống gần mặt nước hơn cho các bạn xem nha. Đó các bạn thấy không, cao kinh khủng chưa. Ôi trời, cái mũi cao kìa. Cái này mà các bạn lại gần á, các bạn giờ ở trên màn hình có thể là thấy nhỏ, nhưng mà khi mà mình lại gần nó còn ghê gớm nữa các bạn. Giống như là một gã khổng lồ vậy. Cái mũi này thì nó bị lai rồi. Tại vì ghe này là hồi đó là mình nhớ là ghe của Cà Dâm Miên sửa thành mũi ghe chài ha, lên đời, chứ không phải là nguyên thủy với một chiếc như thế này nha các bạn. Với mình cũng xin nói luôn là tại sao mà người ta không đóng ghe, không đóng xà lan mà lại đi đóng những cái chiếc ghe cây như thế này nha các bạn. Thì đóng ghe cây như thế này thì nó mất tiền hơn xà lan rất là nhiều. Nếu mà tính ra đóng mới ngang nhau nha thì ghe cây cực kỳ là mất tiền luôn. Mình đóng cái tốt là mất tiền lắm các bạn. Mà vấn đề là mình đi qua bên Campuchia á, thì cái thế đi ghe cây như thế này là nó rẻ dữ lắm. Còn xà lan là mắc dữ trời lắm. Tại vì ở bên dòng cam bên bển thì nó tính thế rất là ngộ các bạn. Ghe lớn ghe nhỏ gì không cần biết, chỉ cần ghe là thế nhẹ. Còn xà lan lớn xà lan nhỏ gì không cần biết, xà lan là thế nặng nha các bạn. Bởi vì các bạn thấy vì sao mà có những chiếc ghe to đùng như thế này nha, mà người ta lại không đóng bằng sắt. Chứ thầu đó thì chưa có cái mẫu của ghe lai, còn bây giờ thì có mẫu ghe lai các bạn. Nên bây giờ thì xà lan sửa lại thành mũi ghe lai hoặc là đóng mới ghe lai luôn. Đó, đi qua bên Campuchia thì thấy rất là nhẹ, chỉ cần cái mặt nạ bằng ghe là qua bển là rất là ok các bạn. Đó là lý do mà tại sao mà người ta không đóng xà lan lại đóng ghe ha các bạn. Thì cái thời trước thôi, còn cái thời bây giờ thì người ta đóng ghe lai hết trơn rồi. Những chiếc ghe cây như thế này thì sẽ không được đóng nữa, chỉ được sửa chữa lên thôi các bạn.